mình quay liên tục update, tí nữa mình sẽ up lên cho anh em mua thì mình tranh thủ thời gian nha, tới hút anh em ngồi. Còn ba con màu đen ấy, có gì anh cứ xuống nữa. Đó, R15V3. Con này biển số thành phố này. Anh chị và các bạn nào ở thành phố thì mua con này ok này. Cái này cũng trả góp luôn. Quý anh chị và các bạn mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là 092770 và tới quý 8, địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Con này giá nhiêu anh? Con này 64 triệu 9. 64 triệu 9, 2020 nha mọi người. Đó, R15V3 2020. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Đây, hôm nay lại lô xe nó mới về nữa nè mọi người. Mình chỉ cập nhật cho quý chị và các bạn á. Đó là vừa về này, ngày đó là giờ là 3 giờ rồi. Ngày 18. Đó. Hôm nay là xe về mênh mang luôn nha mọi người. Anh em đợi một tí á, mình sẽ quay chi tiết những con mới về á. Về hết luôn à, nguyên lô này rồi. 5 con mô tô, 5 con mô tô. Nguyên lô này. Có những con lần đầu nó sẽ xuất hiện trên kênh của mình. R15 lại về tiếp à. Ôi trời ơi, 15V3 lại về nữa nha mọi người. Anh em cứ đợi tí nha. Đó, quý chị và các bạn mình mua mình để ý nha. Đó, siêu thị mô tô xe máy nha mọi người. Đi qua ngay chỗ tới ngã tư đường Mồi thì đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương thì mọi người để chạy tới một tí thì tới là siêu thị mô tô xe máy á. Đó, xe về những con khủng cho anh em luôn. Còn là hàng VIP không? Anh em đợi tí nha, mọi người xem cứ like chia sẻ. Ở đây là đủ các dòng xe luôn nên anh chị và các bạn cứ yên tâm nha. Thì lúc nào về vừa bán hết R15 thì lại có về tiếp. Chúc liên tục. Hôm nay đợt này có dắt chính nữa hả? Nhìn phê loài. Cọp rồi. Đó đẹp mà. Còn đây, đây là Lubias hôm qua anh em hỏi này. Thì anh Thánh cũng chốt cho anh em ở Lê Chân Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Đó, đóng cái tên này các bạn. Đó, đóng tên rồi đàng hoàng nha. Địa chỉ đồ rất là ok luôn. Xuống xe sau đó bóc xe này lên ship cho anh em ở Hải Phòng. Ta gọi là uy tín mới được như vậy nha mọi người. Đó, xe lên. Đó, xe lên rồi về rửa đem vô bán thôi, nhanh gọn lẹ. Đó, em rất đẹp. Giá 26 triệu 900. À, con này 26 triệu 900 nha mọi người. Biển số này 5484 85, nếu mà đọc sao kiểu gì được 8584 được. Đó, FZS nha mọi người. Biển số thành phố 26 triệu 900 anh. Ồ, con này cầm tay thánh gì đây? Race Boy à. Qua chế độ bộ bọn bộ đồ này, bộ đồ Yoshimura nữa này. Đó. Ở đây hàng mới về. Đó, 26 triệu 9 cho em đầu tiên nha mọi người. Đó, bên đó các bạn. Còn đây cũng đẹp nhìn quá. Sáng nay thì ba em Gdix R lên đường, lại về thêm bổ sung liên tục. Anh chị và các bạn mình theo dõi thì mình sẽ biết tốc độ bán và tốc độ nó về các bạn. Xe phải chốt chứ còn nhiều lúc không chốt là không có đủ bán cho mọi người nha. À, đây GTS mới về về thêm một con nữa nè. Hiện tại lô GTS có 3 con ở trong nhà. À, con này là con thứ tư.
Còn ba con trong nhà là một hai con là 40 triệu 9, một con là 41 triệu 9. Con bên này là biển số chân ba, để mình xuống mình quay. Đó, xe chưa rửa các bạn. Bẩn. À, con này thì 42 triệu 900 là đắt nhất trong lô còn lại. À, 93, 295, 04 nha mọi người. Đó. 42 triệu 900. Nổ máy được không? Con này đi được. Con này đi mấy ngàn? 9.000. Con này đi 9.000. Đó. Chất lượng. Rồi. 42 triệu 900. Con bên này quý anh chị và các bạn biết con gì không? Con này là Z900 à? Wow. Con này lần đầu luôn các bạn. Lần đầu quay cái loại này luôn. Z900 209 triệu. 209 à? 209 triệu. Đúng cho một cái bô. Bô lấy rồi. Quá phê mọi người ơi. Quá chất lượng. Ủa, cắn mình giờ gãy tay thao hả vậy? Đó. Khi mà mình ship xe vẫn đi bằng xe hai tầng này nè mọi người. Nên mọi người cứ yên tâm á, toàn là dừng xe đứng không à. Đó, con này là Z900 nha mọi người. Đợt này nó về hàng hơi bị dữ luôn. Chất lượng. Tối cho mượn đi tán gái nhá. Wow. Gái đủ ngay. Ồ, con này mới dưới à. Con này đời nhiêu anh? Cuối 27. Ồ, con này mới thiệt à chứ. Ồ, bóng lứa. Chưa rửa mà hàng, các bạn nhìn nè. Cái lốc máy này. Nó bóng lứa là mọi người xem á. Xe chất lượng. Ồ, xe chất lượng á. Ra tí nữa kìa. Đó mọi người. Đó là một em Z900 cuối 2017 nha mọi người. Nó ví dụ sơ khoảng 3 cuộn thôi nha. Hồ sơ của nhà nước nên có đi ra đâu. Đó, Z900 nè mọi người. Wow, đánh. Con này giá là 209 triệu nha. Này đi bao nhiêu ngàn không? 18 ngàn. Đó, 8 ngàn. Ồ, chắc. Đây. Mới về thêm một em GX nữa này mọi người. GX 3R, biển số 93 nha. Con này giá nhiêu anh? Con này giá nhiêu vậy? Con GX đấy là 53 triệu 9. À, 53 triệu 9 nha mọi người. Wow. Cũng hàng đẹp luôn. Đó. 53 triệu 9. Mấy ngàn, test luôn cho anh em. 13 ngàn. Đó. Rồi, R15 V3 này. Hàng đang hot, hot liên tục hot. Đó, trời đang mưa cho mọi người hiện tại này. 3 giờ chiều này xe về này. Đó, ngày 18 nha mọi người. Mình quay liên tục update, tí nữa mình sẽ up lên cho anh em. Anh em mua thì mình tranh thủ thời gian nha. Tới hút nha mọi người. Còn ba con màu đen ấy, có gì anh
đó, R15V3. Con này biển số thành phố này, anh chị và các bạn nào ở thành phố thì mua con này ok này. Cái này cũng trả góp luôn. Quý chị và các bạn mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là 092770 và tới quý 8 địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Con này giá nhiêu anh? Con này 64.9. 64.9 2020 nha mọi người. Đó. R15V3 2020. Đó. 64.9 biển Sài Gòn, đi bán ngàn. 8 ngàn. Quá đẹp. 8 ngàn nha mọi người. Hết. Đó. Tắt tần tật những em xe mà đang về. Còn Lubias thì gửi cho anh ở hai phòng nha mọi người. Đó. Mấy em này mới về, còn là những em đẹp. 64.9. Anh em nào mua thì mình là liên hệ liền ngay và lập tức nha mọi người. Rồi, đó là con Z9 sẵn mình quay sơ sơ cho anh em một tí nha. Mình đã phê quá. Z9 này, bô cục nè. Đó. Con này là 209 triệu này mọi người, cuối 2017 nha mọi người. Con này nãy đi là 18 ngàn, rất đẹp. Về quá. Đó, xe nó về đó. Đó, còn Bozin nữa nè mọi người. Bozin bô đồ đầy đủ. Lonbo SC nhìn nghi rất chắc. Đó, các bạn xe chưa rửa này mọi người xem đây. Cái chắc nó như thế này, nó mới như thế này nha. Rửa sau đó đem vào bán thôi, mọi người cứ để ý đi. Đó, rồi thì mình vừa cập nhật những lô xe mới về cho quý anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua những con nào thì mình nhanh chóng mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và tới quý 8. Ngoài ra thì có những lô SH này. SH mình báo gì cho anh em á. SH là 59 là 25 là 58.9 nè. Con này bao hồ sơ nè, 24 là 58.9 nhân. Dòng này là SH Việt lên ý cho quý anh chị và các bạn ha. Đó, con này biển số 84-213 là 57.9 nè. Con bên này là biển số 59 là 25 là 65.9. Con bên này 218 khóa Smart K là biển số 86 là 71.9. Con bên này là hiện tại cũng đời cao nhất là 27 khóa Smart K ABS luôn cho quý anh chị và các bạn là 86.9. Con bên này là đời 29 luôn nè, đi 5.000 coi không khác gì một con xe mới cả. Con này là 125 nha quý chị và các bạn, 86.9. Đó. Anh em mình xem đây, con này hồ sơ có sẵn luôn. Đó, quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình nhanh chóng mình liên hệ qua SH Tay Ga, thì liên hệ qua số điện thoại là 092371 và 48 ha. Còn SH Việt Liên Ý cũng còn rất là nhiều. 216 nè. 150 nè, 68.9 khóa Smart K luôn. Đó, còn SH 125 này là thuần Việt này, 24 là biển số 79 là 56.9. Con bên này là 67-215 biển số 68 nha mọi người. Con bên SH cuối cùng là biển số 61-215 là 59.9. Đó, mình quay liên tục cho anh em. Thì anh em nào mình muốn mua những dòng nào thì mình tranh thủ thời gian mình tới nha. Hoặc mình có thể liên hệ qua địa chỉ là 092371 và tới quý 8, và 0932466 cuối cùng là số 1. Mua mô tô thì liên hệ qua số điện thoại là 092770 và tới quý 8 và 0976741725. Đó, xe thì ship đó, ship anh ở hai phòng kia. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Ok, xin chào mọi người nha.